Xin chào các bạn. Hôm nay tôi nói về nâng sống mũi bằng sụng. Nâng sống mũi bằng sụng có nghĩa là chúng ta nâng cao sống mũi lên bằng sụng của chính cơ thể mình, hay lấy từ sụng bên ngoài, lấy từ sụng của đồng loại đấy các bạn. Vậy lấy từ sụng của cơ thể thì những phần sụng nào của cơ thể chúng ta có thể lấy được? Một là chúng ta có thể lấy sụng tai. Nhưng sụng tai là chúng ta lấy được cái hõm tròn này thôi, để làm cái đầu mũi thôi nha các bạn. Các bạn đang nhầm lẫn là sụng tai với bao nhiêu đây thôi, làm cả cái sống mũi là không có, hoàn toàn không có. Nhớ là sụng tai chỉ dành cho cái khu vực đầu mũi thôi. Sụng thứ hai chúng ta có thể lấy đó là sụng vách ngăn, tức là cái vách đang chia đôi cái mũi nè. Chúng ta lấy cái sụng ở phía trong này, cái sụng tứ giác nhỏ đó, thì cái sụng đó chúng ta có thể sắp xếp lại để chúng ta làm cái đoạn ở đây. Còn cái đoạn chính yếu mà một số người nó rất là gãy và chúng ta cần một cái đoạn dài xuyên suốt luôn, từ ngay gốc mũi trán cho đến ngay đầu mũi này, thì cái đoạn đó chúng ta lấy sụng sườn. Tuy nhiên sụng sườn nó không có thẳng, vì vậy chúng ta cần gọt giũa và sắp xếp lại để cho nó thẳng hơn. Do vậy nâng sống mũi bằng sụng có nghĩa là chúng ta nói về cái vật liệu làm sao đủ, tìm cho đủ, lấy cho đúng để chúng ta làm cho cái mũi nó cao lên. Vậy thì từng phần sụn trong cơ thể được sắp xếp vào đúng cái vị trí của nó. Với sụn sườn là chuốt gọt cho có được một đoạn dài từ gốc mũi trán kéo dài đến đầu mũi. Đầu mũi để tạo cái độ tròn thì phải bằng sụn tai. Sụn vách ngăn thì được lót vô cái chỗ lõm giữa đầu mũi và thân sống mũi này. Thì đó gọi là cách nâng sống mũi bằng sụng. Các bạn còn một cái từ ngữ nữa dùng là nâng sống mũi bọc sụng. Vậy thì sụng là phần cứng không thể nào bọc được các bạn. Người ta bọc cái đó, tức là lấy cái sụn nhân tạo, rồi người ta lấy cái phần mềm của mô cơ thể mình để người ta bọc tròn nó lại. Vậy thì phần nào của cơ thể bọc tròn nó lại? Thì cái phần mềm đó được lấy từ cái màng của cái cân cơ thái dương. Các bạn để cái tay ở ngay cái vùng thái dương nè, các bạn cắn lại thì các bạn cảm nhận được cái độ phồng lên. Người ta lấy cái màng của cái cơ thái dương đó. Cái phần mềm thứ hai người ta có thể lấy để bọc cái sụn, đó là cái phần nếp giữa hai cái ngấn mông á. Thì người ta lấy cái phần cân chắc chắn đó đó, người ta mới bọc cái sụn lại. Như vậy về từ ngữ, chúng ta đang nói đến vật liệu cho phẫu thuật nâng cao sống mũi, là người ta lấy bằng sụn của chính cơ thể mình, hay người ta lấy cái màng cân để bọc cái sụn nhân tạo lại. Cái vật liệu sụn có thể lấy từ đồng loại, có nghĩa là người ta lấy từ những người hiến tặng mô sụn. Thì cái vật liệu đó chúng ta đang có cái nguồn từ Hàn Quốc, thì cái đó cũng là sụn của chính cơ thể mình. Việc nâng sống mũi bằng sụn tự thân với sụn đồng loại có cái gì ưu điểm và có cái gì khuyết điểm? Ưu điểm của cái sụn đồng loại có nghĩa là mình không phải mổ xẻ, mình không phải thêm một cái vết thương nào cả. Nhưng bù lại cái khuyết điểm là các bạn sẽ lo sợ là việc xử lý có vấn đề về bệnh lý hay không. Thì cái phần đó các bạn cũng yên tâm là sẽ không có cái phản ứng thải trừ, cũng như là không có cái việc gây ra một bệnh gì hết, vì người ta đã qua cái kiểm duyệt rất là khắt khe rồi. Riêng cái sụn tự thân thì cái phần mà ưu điểm nhất có nghĩa là làm cho các bạn có cái tâm lý là không có bị một cái vật lạ gì vô trong cơ thể của mình, không có bị sụn của ai đó, của người khác nào hết. Nhưng khuyết điểm của nó là tạo thêm một vết thương nữa. Ví dụ lấy sụn tai, tức là chúng ta sẽ có cái vết thương ở sụn tai. Lấy cái sụn sườn, tức là chúng ta có một cái vết sẹo ở sụn sườn. Cho nên mỗi cái nó có một cái phương pháp riêng. Vì vậy khi các bạn muốn thực hiện một cái phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu sụn thì nên đến để tư vấn với các bác sĩ một cách cặn kẽ để có được thông tin chi tiết nhất. Chúc các bạn có được một cái chiếc mũi như ý. Xin chào và hẹn gặp lại.